vừa làm vừa ăn để quên kéo cái bụng bệnh nhân là cái chắc cái gì. Ôi, thôi mà ăn nó chị bán hàng chị biết. Ủa cái thằng đi vừa nay, thằng đi vừa hồi trước là nó cứ tuấn toán xuống nó hát hò đấy. Cái chị bán hàng, không phải chị bán. Nhưng vừa nay lại biết cái gì rồi, bắt đầu đọc số điện thoại của bố. Hát đi gọi đầu gọi điện cho bố, lại đọc số điện thoại của tiếng Anh. Xong đọc điện thoại của con nữa. Trời ơi, đọc cái cách phù phép.